Sở thật trao thanh lại bom mê pin nong, mời pin nong bứng le chương trình quan tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên. Chương pin nong hạc sườn, chăm và báo đài huyện ủy tuyên giáo, lựa tổ chức đại hội xanh cấp xã. Hà và chủ khu khăn tánh hở đại hội đảng bộ xã quay tờ, té bị sóng văn bài sao hoặc bị sóng văn bài sao hà, cọ đầy trên cái nền thí, cấp lung bùn văn sẵn, tọp hòm, bấy khay lung vụ trang, tắt áo táo bùn, khòng trùng mũ, cánh nếu chưa. Luông pom hôm hanh hỏng tinh cá hỏng chính trị. Tôi tính đủ đại hội đại biểu đảng bộ xã quay tờ. Chi đại hội khẩu là bườn xí bị sóng văn bài sao. Họt khay nàng việc khăn tánh hở đại hội phân lại cò diệt leo. Năm dẹp chỉ thị xàm xếp hạ không bộ chính trị. Chủ triển lai khổng trung ương, tỉnh, huyền, mà tăng bốn ba đại hội cấp cơ sở, gian tế bì sòng văn phải sao, hoặc bì sòng văn phải sao hà. Đảng ủy xã Quai Tở, có bước chưa chiến cái hoặc chủ trì bộ trực thuộc, cánh đảng viên cuồng tinh các đảng bộ. Khủ ngon chỉ thị, cánh chủ triển lai bốn ba khổng cấp ủy cấp nửa. Đảng ủy xã Văn Công Viện, hở chủ thành viên, cánh chủ tổ trai viện. Bàn công cấp ủy, quần pa đại hội, chủ trì bộ trực thuộc. Trước khi chuẩn bị đại hội khóa sao hạ, nhiệm kỳ sao hạ, xuống khỏi đó nhận lấy hướng dẫn cái kế hoạch của huyện ủy, xuống khỏi đã ảo ma, lỏ ma tô văn các tập thể ban chấp hành. Xin lo từ tế ban chấp hành thống nhất là xuống khỏi trắng khe các bí thư chi bộ. Mà là phòng thống nhất và triển khai một vùng lô vịa chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã diệt nếu là chế hở mân diệt lầy chế hở mân men thế ở tôi ảnh hướng dẫn phòng bản mương xuống khỏi đó là đã chỉ đạo ở các đồng chí bí thư chi bộ ở phòng cần là phối hợp các ban chấp hành thì nó có cử cán bộ các đồng chí ủy viên ban chấp hành nó luôn phòng các chi bộ ảnh chỉ đạo chi bộ nó đại hội chi bộ là áo nhân sự cơ chi bộ áo ma hở cấp ủy lập danh sách nó là quy hoạch khẩu mưa của ủy viên ban chấp hành của ăn khóa 2020-2025 ý. Đảng bộ xã Quai Tở mi sòng hỏi bét xếp hạ đảng viên họp sum nặng sao hạ chi bộ cơ sở họt mét vườn sàm vì sòng văn về sau sao hạ quần số sao hạ chi bộ có tổ chức đại hội đi đẹp chép ngâm. Bồng các vị uẩn ma đại hội chủ trì bộ trực thuộc, nàng vị tèm dệt, văn kiện tinh đại hội đảng bộ xã tựa thứ sao hả. Gian tế bì sòng văn phải sao, hoặc bì sòng văn phải sao hả, đẩy đảng ủy bồng chờ uẩn trì. Họt khai, dự thảo báo cáo chính trị, cánh báo cáo kiểm điểm, không bàn chấp hành đảng bộ khóa sao xí. Tinh đại hội đại biểu đảng bộ tựa thứ sao hả, cò dên leo, cánh chiến cái tục nò chu bát ẩu quam có hôm. Mà tăng đảng viện sổ ban, lựa côn diệt sứ khóa chi họt, vai nhận vào men tạt bùn, đảng ủy xã chiến cái vững đủ lau, cán bộ, tướm tên quy hoạch cấp ủy, hở gian, hả vì chi họt. Chi lựa đẩy cán bộ mết mốc sáu trở cấp công viện, diệt sứ cứ mình, mi luông hồ trang truyền môn, vậy uẩn ba dần bay, mà phe kinh tế xã hội, bao khẩu ban chấp hành khóa mở. Ban chấp hành đảng bộ xã Quai Tở, có uẩn ba chủ trì bộ trực thuộc, trên cái đại hội, vậy giới thiệu côn diệt sứ, hở ban chấp hành đảng bộ xã, gian hạ vì chế họt. Trước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, chi bộ cũng khỏi đó cũng đại hội xong. Xem qua quá trình họp ban chấp hành đảng ủy cũng mới các chi bộ mới họp ra trong phổi cũng đưa cho đầu cũng phổ côn mít trình độ văn hóa cần thiết để đánh bảo là bản mương ở vấn đề đang đi cái khóa mới còn đảng bộ xã Quai Tở họp khai ban thường vụ huyện ủy tuần giáo có bánh báo chủ quyết định phê duyệt tướng tem quy hoạch phân đài nhận vào mất tăng tiêu chuẩn tiêu chí. Vậy đại hội bao chôm hạp cấp ủy, té vì sòng văn bài sao, hoặc vì sòng văn bài sao hả?
Cơ cấu nhân sự là chủ yếu tập trung mà tăng, thứ nhất đó là mà tăng chất lượng ăn 6 diệt viện, thứ sáu đó là phổ quân đã ép qua phương lô từ cao đẳng đại học khuyển mưa, chủ yếu khay đó là cán bộ xã đó có mi nò phương lô ở băng cấp ấy, xin nó là cũng xung khỏi đó là bố trí phương lô ăn khẩu mưa ấy, là các đầu ngành là các ba ăn phổ quân chịu khó diệt viện là mạnh dạn ổ bác để là chướng chưa dần bay dần mương nó dịch phát triển kinh tế xung khỏi nó lựa chọn phương lô ăn khẩu mà. Chế nhận bào chu khu đi nhất chuồng hong đại hội nàng về khẩn tánh trường khòng trên báo cáo trà câu đầy đảng ủy phòng trà quần ba cuồng gian bệnh covid xếp cầu đang bét ban bị quăng nàng về phang phang bệnh nào tòn tam vẽ sờ món năm kín điền rú lương đầy đảng ủy xã phòng trà quần ba chu thôn bản tổ chức phèo tòn loang tăng càng hòm tinh cơ xã nàng về nhận vào tiếng an bản mương lương đầy phòng trà đảng ủy xã quần ba công an xã cạt kiên cấp công an huyện tớm tên xã hồ chu luông về mi o nhận vào an ninh chính trị tiếng an bản mương quần phòng báo hở mi o về báo đi bôi khẩn bom lần tớm tên xã hồ lang pháo chào mon không cán bộ đảng viên cánh dần bay du quần phòng lập tan kẻ lông bóng khay thỏi tham lang pháo chào mon sầm đắng không dần bay lựa chọn là phải cố làm có phẩm chất đạo đức đầy đủ năng lực các vị cán bộ quảng ban chấp hành đảng nhiệm kỳ tới phải xây dựng bản mương rồi phải phát tặng tánh bản xá nguyên là đại hàm ấn là để cho phát triển đáp ứng theo mặt tăng trời bản mương không phát triển chắc vậy. Các vị dệt lèo chu bát khăn tánh đại hội đại biểu đảng bộ xã quai tử từ thứ sau hạ gian tết bì sòng quan phải sau hoặc bì sòng quan phải sau hạ chia lèo đi chép ngam bom lần mi luông nghĩa cần sẵn quần pa hở tinh các đảng bộ cánh dần bay cùng xã sướp tàm nho sùng hanh quần pa tó xôn khổng tổ chức đảng bánh khay luông hồ trăng tắt áo táo bùn khổng po me bản khuống quần mã về kinh tế xã hội không địa phương. Trương Pí Nồng hát sườn, bưng mư là bần xí chiên lang, xung khỏi cỏ xào hà, bỏ chua kiêu chiến bình, cầm phong sắc mỹ chất mương nặng thiên biển. Cuồng đơi kiểm sú hàng mư, sầu báo răng dòm, lưng sắc trong dê sườn, chóng hanh dệt hằng, cắp hứa hanh khổng trầu. Sầu lưng ngắm đàng chóng hanh hiểm bày, cánh bánh khầy, ngườn lang bổ đồi bú hô. Tròi dừa cằn, khói cài gật cung ưu ra, hợt khẩn cuồng đơi kiểm sú. Chóng hanh cánh năm dệt cơ đài lang tỷ, chu trường trình, mà pe kinh tế xã hội khổng địa phường. Màn bộ đội tàu ma quỷ hươn lại kêu chiến bình, cầm tó sức mỹ chân mương rú huyên điện biển, cỏ trong hanh khảm cài dạ cha bệnh nào, hượt khẩn mà bè kinh tế chua hươn, cánh liêng đủ lộ tàu ép hiên họt bón họt tì. Mỏi chào ma kêu chiến bình phạm đình xứng rú thôn nưng, giáp bòm lót huyên điện biển, khưng tắt nhà ma hở khoai kìn, lung xứng men kêu chiến bình, cầm tỏ giấc mỹ chân mương lung bài bộ đội bì ban nừng cầu hỏi hốc xếp chết sung nả trần nặng mương lao lẳng chơ màn bộ đội tào ma địa phường lung tánh hươn đà rào chóng hanh mà khảy dưa dườn họt khảy chu tổ lụ khổng lung có nhớ mà cả bàn khảy cỏ tuổi sùng hanh yếu lung xứng chòm to bổng trời tành liền ngua quai lơn tấm thủ nhập trong cái thời gian mà còn ở quân ngũ thì nó lại cũng không vướng mắc cái bệnh tật gì. Cuồng gian nham bày bộ đội khỏi bồn mày báo chuốc chết bát ngoài que ha và làng xàm pì tao mắc quỷ hơn khỏi chếp sảy phẳn đầy bát chua lại tưa dưng nần hào hanh yếu nòi
kiếm khỏi trong to xuống lên cánh tảnh liêng ngô quai bết cày lệch nổi kỳ bì chấm nỉ khỏi tò hôm tảnh quai mè chừa hở mà pe lại tù lèo khải áo ngươn đơn tấm thủ nhập chỗ hươn bừa cuồng lâm tổ lại ba vạt lằng bàng cam tó sức tràn ha và bộ đội bố hô Trần Long Vân dối đôi xí xã Thành Yên huyện Điện Biên lưng chóng hanh ép hiên xáo hà luông dệt mở chóng trâu dệt dườn dám ngắm dám dệt lung vân o bì bắt cầu hỏi xí xếp hà bì bắt cầu hỏi hốc xếp chết lung bảy bộ đội cánh sung nả trần xôn sức nàng Quảng Trị bì bắt cầu hỏi chết xếp ết lung màn bộ đội tàu ma quỷ hươn nàng Thành Hóa lăm mò lung chuộc ma mìn ma bom phốc lông đình thổm hót xàm tưa cảnh thư giả độc giang lường bồn mày lò xàm tơ lụ khòng lung chẳng mi phủ điều chuộc tẹt ban giả độc giang lường chơ hình tào ma quỷ hươn đây kiển rú bỏ lại dạ cha bác mò lung đẩy dệt dườn cắp lại nghe chuồng hông đây kiển rú họt bì bắt cỏ hỏi chết xếp xàm phăng tòi quam khe hịa khòng đàng lung khẩn ma điện biển tàng tánh phòng kinh tế mở các hồ trời sắc trong chóng trâu dệt dườn lung tọp hôm tảnh liền sắt dính bát câu khe ngươn tiên báo lại lung vân trắng tảnh liền sắt dính lịch nòi thủ nhập báo lại hiện đầy lang áo lại côn mặc sử pết cái nộp cỏ kè lung khảnh trờ củ ngân câu mà pe tảnh pết tảnh nan cánh nộp cỏ kè bát câu khe bừa hê mi luông hồ trang tảnh liền dưng nằn pưng pết cái khổng lung vân cò tài ha lại báu sen sằng dạ cha bắp mò lung vân cầm quyết ép hiên thỏi thảm lung hồ trang tảnh liền sắt xính nặng bàn phương đọc bắp sử chìa báo cánh bày vững le ép hiên luông trang dệt dườn tảnh liền khổng lại côn cuồng xã lẳng chơ mi luông hồ trang lung sức tàm phay ngân o tảnh liền pết cái bền phèn bền pưng khẩu mỏi chu tảnh liền lung tọp hôm vàng phong bình hà pết cái lẳng nằn cáo mơi cán bộ thú y ma tiềm giả vàng phong bình hà pết cái bừa xin pưng pết cái mà pè đi lúc ở lính thì nó khác mà về đời thường thì nó khác thì mình tự vươn lên làm tất cả mọi cái thì từ không như đến có khỏi ngắm chơ bày bộ đồi cỏ la khẩy tàu mà kín rú cắp tay gân bản khuống cỏ la chảo đầy chóng trâu hượt khừn diệt hăng cắp lái luông khen hỉ chăm và thảo ké ha và khỏi cỏ lưng chóng hanh dệt chô nà vịa chọp khỏ bền bón bưng ỉnh khổng lộ làn khỏi phấn môn lụ làn trên lưng kiển rú cánh chóng hanh xương chầu con ni bắp mò chảo đầy chóng hanh diệt dườn khảm cài dạ cha mi đây kiển rú ím po nó pòm bảy la Thành Yên xung khỏi mò họt ra Thành Luồng huyện Điện Biên bỏ cửu chiến bình lo vằn bùn tòn tiếp xung khỏi nàng đàng hơn khăn chăn mằn nà lung tô sú xung khỏi mà đây kiển rú khổng chầu lung lo vần bùn o bì bắt đường cỏ hòi xí xếp bét quỷ hơn dù các huyên mương ẳng phăng tòi quam khe hiệu khổng bản mương bì bắt đường cỏ hòi hốc xếp cầu lung bảy bộ đồi xôn tỏ sức mỹ chất mương bì bắt đường cỏ hòi bét xếp mản bộ đồi tào ma hươn lung bùn lựa bón kín rú nàng thôn sóng a xã Thành Luồng huyên Điện Biên cắp sòng phá mưa báu vừa mia lung lo vần bùn tàu hôm mà khảy dưa dườn tòi luông bụ cỏ kiến ma phát hòm cánh tảnh liêng sát dính chóng hanh dệt dườn khảm khói cắt cung ướt xa dệt hằng cắp hớ hanh khổng chầu cắp luông chóng trâu sắc mắn dệt dườn báu sen sằng dạ cha bắp mò hùa trời chóng trâu đầy tập tư cuồng quần đồi luông dệt dườn khổng chú hơn lung bùn cỏ cơ đầy lang đì tòi lung nhang hảo hanh lò chóng trâu sắc mắn dệt dườn báu dệt vĩa nắc đầy lò dệt vĩa bầu tàu họt chơ tìn mư sắn sen báu dệt báu bài đầy trắng răng đối các vịa pu bẩn cà rốt lung lưng xào hà ép hiên dù khoa học kỹ thuật mở khẩu dệt dườn té vịa lựa chừa phân tàng đì họt cua đủ khốn phần vàng phong bổng manh hền bẩn cà rốt chăn tàng đì mưa hương mi lại côn ca rú chùa lạt cuồng thanh phố điện biên phủ mưa sử cắp hươn
vừa xỉn mỏi chu bẩn cà rốt khòng chua lung bùn khải o chờ lạt hương lại tê hẹp lùi ma là lại dặn nữa coi như là phải xây dựng địa phương này là thứ nhất là phải cố gắng diệt hầm ăn kinh tế nàng hơn chậu là po lụ kín này rồi là mi vay này đấy xin những phải phấn đấu xin những đại đấy ngắm mà lùi ma là hâu là bay rồi sao lại bị rượu cuối cùng trở lại ma là sức khỏe có yếu rồi là hâu là cố gắng xây dựng kinh tế địa phương đấy cùng dân khu dân cư đoàn kết nhất trí xin những mi kín làm vào lạc đêm đấy hở phóng là lạc đêm xin những mi đấy hương giàu có khay cả áo coi cứ đẩy hương đậu này đời sống nó dần dần nâng lên so với trước. Cuồng phương bì cài ma chú cừu chiến bình cầm tó sức mỹ chân mương rú huyên điện biển có bánh khảy viện dệt ba tuân uẩn còn cánh bền chùm mũ cốc tròm chiên pháo nếu chưa dần bay bòm hôm hanh tàng tánh bản nam mở mà pe kinh tế chua hương cái nần có hôm vân dệt hở phòng bản na biến kinh bánh nửa bồn giòn làng chơi trên cái chương trình tàng tánh bàn nam mở hội cựu chiến binh chu xã cò họp cánh tạt bồn nghị quyết tòi năng vịa cựu chiến binh ba tuân uẩn còn dưới tòi quam bố hô bọ sòn cánh cựu chiến binh ba tuân uẩn còn trọng hanh năm dệt cờ đài lang đì chương trình tàng tánh bàn nam mở khổng xã lồng cài lại luông vịa dệt xương pom cấp chu đoàn thể xã búc trưa trên báo dần bay vâng lang đi chọc kho khòng xếp cầu tiểu trí cuồng tàng tánh bàn nam mở cài chú châu họp khòng po me bản khuống hội cựu chiến binh ấy cũng đã tuyên truyền vận động anh em ngoài cái việc cuồng vương pì cài ma hội cựu chiến binh huyện điện biên có tọp hôm trên báo nếu chưa cán bộ hội viên bánh khảy hùa trời trách nhiệm lần xưa lò há phong khánh thì cựu chiến binh ba tuân uẩn còn bánh khảy hùa chờ bộ đội bú hô các hùa chờ bàng châu xôn pe sức tràn khay nỉ chóng châu dệt dườn khảm khói cắt cung ư xa hội cựu chiến binh huyền còn nếu chưa hồi viền búc chưa hùa chờ luông mi chóng châu dệt dườn biến thái chừa phân cỏ búc bồng tổ tảnh tổ liêng diệt trương hang khải bòm nằn vĩa bo sòn ngườn lang cách mang hoạt lan nóm cò đầy hồi năm dệt cờ đầy lang đì luông trọng hanh dệt dườn khổng chu cừu chiến bình rú huyên điện biển men chu phàng ven xanh men bai é quý panh đứa cắp lan nóm bàn khay ma tăng hùa trời chóng châu hượt khẩn khảm cài dạ cha báp mò bình nào kiền rú muôn hòm cắp chu hương bản khuống kiên cạt nỉu mằn cắp bì nòng bản phương cài nằn nếu chưa lại côn bom hôm hanh mà pê kinh tế xã hội nhàn bào tiếng ản bản mương nằng địa phường. Trương Pí Nòng Hà Sường, té châu té đài ma, côn tay cỏ thòn bắc, bưng luông hù trang cuồng đơi kín xú, bền bưng quam khống khái, vào khẩn chu khù ngon ba phao khảo trà, diện sườn khòng chu bùn bàn lan côn cuồng bản mương. Họt khay bưng quam khống khái năn, cỏ ha nhang lưng đầy bú xa tà nai, ải êm bo sòn lụ làn, cuồng đơi kín xú hàng mử. Chủ quam khống khái đẩy thòn bắc cài dệt dần, tánh đà đơi kiển số khỏng phủ côn. Lồng cài nần, vương quam khống khái, măn tờn họt tênh mết chu khủ ngon, cánh mi nghia sam quang. Con ni, côn tay dệt na, phơn lại lỏ ván cả, leo lốc bảy bú. Cánh mỏi pì trắng dệt na mua điều, xương năn, cuồng dệt dần, côn tay mi khót, bườn xí ván cả, bườn hạ đầm na. Chảnh nghĩa, lỏ gian nhăm dệt dần. Cài ván vũ tờ tè hở hền, và ván cả trầu, bấu men nhăm bườn xí, tòi lịch tay, hư cả chi ké, bấu co ón, vũ chi bấu men mua nhăm, cánh đầy khẩu nòi. Con ni, nẳng chu phường mương, bòm bừng nhơ sáng năm phồn, vay hái phừa. Sương năn nhăm bườn hạ, ván vũ lỏ sồm kho nhất.
cặp luông hủ trăng tuyệt dần, đẩy khẩu họa mát tư, lựa dàn nhám phú nằm chu tàng phước ly, xuất tì cơn hà. Sương năn côn tay mi khót, dệt dườn mi bườn, tẳng hươn mi mư. Bộ trong sắc mới, trong sắc ở mên khuôn thầu hồi mắc ba là mên nâng đét bất phốn hồn bất giản, sản mua hay tay mua na. Hình mình sao là mình hót mua khẩu mua hay mua na mà là mình biến trong biến sắc ấy mình dịt sáng đó dịt kín mi bướn tặng hơn mi mử mình mít cái mua phải sửa mình kể tà vái dịt áo hành áo hứa to là mình cứ lại tôi sang lang áo tù và dịt tôi mình mua mình mình mử mình bên mình thì mình hót dịt hay dịt na đó mình cứ phải ông bà dịt nồi để áo để kín lại hình mình ông bà là mình lét vô hồn phốn vô giản xả mua hay tay mua na đã không mua hay mua na là mình pha lét tầm tế pha phún tầm tế phải ô hành chống dườn phải tinh phủ tinh bia chống dườn nó cần phải diệt biến nó nặng tô ma tăng luông sắc trong mi khó lưng chơ phác ba khèn yêu chảnh hia lò chơ đờ phác mịt cửa hỏi cồn khổ ni vào khẩn luông sắc trong khổng trái báo vòm nằn côn sắc trong chứ dệt leo đầy lại vía cánh bền phàng ven hở chú côn ép hiên dệt tòi vừa xin nhăng mi quam khống khái tờn hót lang tì dệt dần xương nòng tiềm pà na tiềm khẩu đẩy le men đẩy khẩu mạ ma tư cánh ăn men khù trứng mài luông sắc trong khổng côn dệt dần lồng cài vương quam khống khái quồng vương nham mưa lễ mưa trường chớ pi nong mát giảm mặc trúc nho hở chảo hơn dệt sằng đi đầy cay sằng đi bền tảnh thương sát xính hở mân mả bền phèn bền pưng quam trúc nho qua nhong tay hơn tảnh liềng sát xính mả pe dệt sằng đầy tòi lang trờ lang áo hài na có tốc bổng bềnh sát xính báu bền hà báu co khót trúc mù tìm cọ hoa quai tìm quăng nọ đàn ó chủ quam khống khái nhang tần hót lại củ ngon cuồng đơi kiền rú chớ bề giảm en noi hình ó côn tay mi khót sàm bườn hồ năng mốc hốc bườn năng mặn hồ ỉn khoai khoa bảy hoa y men quam khống khái thòn bác vào khẩn vương mà nhớ khổng phủ côn phở môn en noi mà nhớ sùng sao văn báu sải nòi nào ón vòm lần cuồng quam khống khái côn tay nhang vào khẩn luông hạc quanh le đủ cằn càng phủ côn cấp cằn khót ngơn căm báu sư đầy ải đầy nòng khót ni nhản xanh và hù le đủ hạc quanh cho dừa cằn hư ải nòng nhang xưa ngơn xưa căm vầy bó sòn lộ làn báu chòm to mi pưng quam khống khái sỏng sừng hư nhăng mi tinh cá pưng khó tan chề côn khỉ tràn sản vịa ma tăng hay na ở hàng mi lở le sáu le tô kín khẩu là cố gì na chứ kín pà là áo hành hí căn tàn tàng khút nón khút nan quá xin thuê chẳng là mi nón mi na cả chẳng mi pà khai chẳng hàng mi đấy, chẳng mi kín. Côn tay mi bương quam khống khái bó sòn lộ làn, cơn ngắm đi chăn, cón chơ chi va sằng, dệt vịa sằng. Khi hô dệt nằm trăm nền, hô dệt sằng, hô bạ sằng, hô coi ngắm, coi dệt, coi bày, măn trăng chi men, khẩu hù sáu, khẩu hù trò, hù sáu. Anh ở chim men chứ có họ coi ngắm coi ba coi hở mân lang đi hở mân lấy men tinh cá sòng ma pa sòng phái hở mân muôn mân mương trộm chờ cần mắt tăng kín rú con ni nhăng lại dạ cha mưa lễ triềng trắng khả tổ cái vừa sưng năn cuồng phan khẩu sáu lưng kịp hở côn thầu ưng tón chẹp sưng năn côn tay mi khót kìn táp mặc lưm trứng chảnh lò kìn táp lưm tờ bết cái mặc lưm đầy
cò pé xương học sinh ép sư trợ tần vừa xin con tay sáng bó nhăng noi bó bền kinh tắp lưng tờ vết cái vương quam khống khái khổng con tay tần họt lại khủ ngon cuồng đơi kiến rố dệt dần tan trề côn khỉ tràn giản vệ chơ đờ cờ mau ỉn puống bó é dệt dần lồng cài vương quam khống khái năn lò luông hồ trang thòn bắc cuồng tánh đà đơi kiến rú măn lưng uẩn bó phủ côn ao hanh khánh dân tẳng tánh đơi kiến rú sáng vàng ím po nò pom. Ôi hít con tay té lại há mỹ bằng châu phở có nhân nể dàn chờ tông đan thầu ép bì sang nơ bé ơi bên chờ giao vững đi tì rương đan thầu năn đó mỹ tựa phủ bảo chỉnh bảo hồ không hít sướng đời năn na sai có há ơi hà ơi có bữa lại bằng đời phú tồn đồ trang chiến bày nân ná băn khoáp khẩu sướng mày lại nó tên sùm nân ná ta ba phở hát cho ép lầy hiến hồ bên nhớ kiến sùng có đi đó bay lại mương bó sòn bay mương năm làng nan na dài cô hà ơi hà ơi bên ép hở năm hoa không hít không dần hấu nữ bay lại mương thứ ép ầu hít không tô ta ba pin cán bộ hà hu tang bia ra mương xin đỏ sai cô hà ơi hà ơi mi hơn trương bó sử chủ côn hiến hù năn na hà ơi đằng bó chỉnh bó chi tính bia kín nó ná nó ha ba bia có thổi tố bao tội đồ đông dần hâu nà nê bên côn hư khứ cằn táng nèo theo chưa hít cáo chầu tế trao bầu phú chén tàm nàn đò sai cô hà ơi đời cái đời xứ bày chén ma khai nì nàn ná nó không hít chầu chăn khăn bên ép hiến ầu đê nư khan bên nhinh sú phùa phịt mô nhóm cầu nan ná xe muôn rào hư pom mư khám khen xe đê nư sai cô há ha ôi cưới lòng hư báo phở xe nhau cùi đượm nan ná hết cáo chầu té chầu tầm té vang bày thôi à mình ơi nó phơi có nhá ảng ép hù rồi lắc băng xe đen nơ ba hít không tay tổ đồ đưm thôi thìm nan na sai có hà ơi hà ơi là như ngã sai chờ những ơi phùng kẻ thầu hó hào phùng mũ dần tay hao ơi nò hào cứu con bó sòn chú con đàn hù đền ơ nò hào có hôm hít không hào tướm sàn minh mương na mặn bên đắc cả khang trong hấu phương in nhớ xin đỏ sai có nhìn à ơi. Chương trình quăm tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hot nỉ dò sang cón hèn pò tinh lại po me pinong cuồng chương trình tưa lằng và po me pinong chi le lau chương trình mời pinong khẩu website Điện Biên tv.vn chôm ta khắc trao pinong.